Xin chào quý vị. Quý vị thấy em có đẹp không ạ? Hơi cười. Cười gì? Hôm nay Nhân sẽ giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình một lô đất ở một cái vị trí khá là đẹp, cũng như là dân rất là đông, và quan trọng nhất cái giá nói chung cũng rẻ. Cũng rẻ chứ không rẻ lắm. Rồi, lô đất ngày hôm nay Nhân giới thiệu nó sẽ nằm ở cái hướng là hướng đông. Thì cô chú chị nằm thuộc cung mạng Đông Tứ Trạch sẽ mua được vị trí lô đất này. Và lô đất này nó nằm ở xã Mỹ Hành Bắc của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và nằm trong dự án khu dân cư Cát Tường Phú Sinh, với cái diện tích là ngang 4m sẽ từ cái mí nhà cặp bên cái nhà hiện tại mình qua tới bên cái chỗ Nhân đứng này, có cái cột mốc đây là 4m sâu vào bằng với cái căn nhà hiện tại này. Thì căn nhà hiện tại nó là ngang 4 và dài 12.65, tổng trong sổ mình là 52m². Thì Nhân cũng nói luôn cái giá đi, nói luôn cái giá cho chú chị mình, 800 triệu. 800 triệu thì nói chung là tính mét vuông thì nó cũng khá là cao đó chú chị. Nhưng mà bây giờ với cái thời điểm này thì khi mà cô chú chị mình tìm một cái lô đất, cái diện tích nó nhỏ, nó vừa phải và nó tầm dưới 800 triệu thì thật sự Nhân nói một câu là rất là khó tìm trong dự án Cát Tường Phú Sinh của mình. Tại vì bây giờ nó đơn giản như thế này, là cái đất của chú chị nó còn nhiều lắm, dạ đất còn rất là nhiều chứ không phải là hết đất. Nhưng có một cái là tất cả những lô đất đây đã có chủ rồi, và sẽ có những chủ người ta đầu tư cũng như là người ta cần tiền hay gì đó thì người ta mới bán, còn không thì người ta mua để dành nó, hoặc là một để làm của, hai là để sau này cho con cháu, còn ba sau này để xây nhà ở. Thì đâm ra là sẽ có lô bán và lô không. Cho nên là hiện tại bây giờ nếu như mình tìm trên cái lốc này, bây giờ nó dễ lắm chú chị. Mình sẽ gặp khoảng chừng 2-3 môi giới thôi là nó sẽ lòi ra thôi. Tức là chẳng hạn giờ cô chú chị nói mình nguyên trên cái lốc này đi, trên nguyên cái lốc này, thì nguyên lốc này diện tích 4 x 12.65 á, thì nó rơi vào đâu đó cũng khoảng gần 50 nền đó, gần 50 nền nha. Cho nên là nguyên một cái giạc này bây giờ Nhân chỉ còn duy nhất một lô này là có chủ người ta gửi cho Nhân thôi, chứ ngoài ra là bây giờ là không còn lô khác nữa. Và cô chú chị mình sẽ nói một câu là cái giá này thì nó cũng khá là cao, khá là mắc chứ không có rẻ. Đúng, nó cũng không quá mắc, cũng không quá mắc, nhưng mà bây giờ đó là mình muốn mua tầm dưới 800 thì kiếm không có, kiếm hàng không có. Đâm ra mình muốn mua tầm dưới 800 thì chỉ có những vị trí như thế này để cho mình lựa chọn thôi, chứ còn kiếm chỗ khác không có. Rồi, lô đất của mình sẽ sở hữu một cái đường ở trước nhà thẩm nhựa là 6m lòng đường, vỉa hè hai bên, mỗi bên là 2m, tổng cộng là 10m tính con đường trước lô đất của mình. Và lô đất của mình hiện tại đã có sổ hồng riêng rồi, thì khi mà cô chú chị mình mua bán là mình sẽ công chứng và sang tên liền ngay lập tức luôn, không cần phải chờ đợi gì hết. Bây giờ mình mua bán chỉ cần đặt cọc trước 50 triệu rồi mình hẹn khoảng chừng 10 bữa gì đó, cao nhất là nửa tháng đổ lại mình sẽ đi công chứng, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ ví dụ như mà cô chú chị mình cái tầm tài chính nha, ở đây là Nhân tư vấn về cái tầm tài chính mua nhà để ở. Thì giống như cô chú chị mình xây một cái căn nhà giống như thế này, hiện tại giống như vậy, chừa 2m sân và ban công ở trên là đưa ra 1m, xây dựng một trệt một lầu. Thì nếu như một cái căn nhà hoàn thành hoàn thiện, chìa khóa trong tay để qua ở thôi, giống như cái căn này, thì bây giờ nó rơi vào tầm khoảng 600-650 triệu, tùy mình xài cái nội thất bên trong như thế nào thôi. Thì nó khoảng 650 triệu. Cái này lô đất mình nó 800 nữa thì tính ra cũng khoảng tầm 1 tỷ 4, 1 tỷ 4, 1 tỷ 5 là mình mới có được một căn nhà để mình ở. Tức là mình sẽ tầm 1 tỷ 4 đến 1 tỷ 4 50 là mình sẽ có một cái căn nhà như thế này và hoàn toàn mới để mình ở, mình dành cho gia đình của mình. Thì bây giờ cô chú chị mình biết không,
khi mà mình cầm khoảng 1,5 tỷ, nhân nói thật, nếu mình cầm 1,5 tỷ mà bây giờ mình xuống Đức Hòa Long An của mình á, để mà tìm một cái căn nhà mà sổ riêng rồi hàng công đầy đủ này kia, thì bây giờ kiếm cũng khá là khó của chú chị, chứ không dễ đâu, nó như thật luôn. Nhưng mà cái gì nó cũng vậy, khi mà cô chú anh chị mình á, mình tự làm, tức là mình tự mua đất, mình xây nhà lên mình ở, thì lúc nào nó cũng hay hơn và cái giá thị trường nó sẽ rẻ hơn chút xíu. Tại vì cái gì mà tự tay mình nó làm thì cái giá nó sẽ khác hơn so với người khác làm bán cho mình, đúng không ạ? Rồi thì cô chú anh chị nào ưng lô đất này cũng như là về cái phần giá cả đó, thì cô chú anh chị mình cứ gọi trực tiếp cho Nhân, thì Nhân sẽ nói với chủ bớt cho mình một xíu, gọi là lọc lá, để khi mà mình mua về mình làm của hoặc là mình mua về mình xây nhà để mình ở, thì có một chút xíu gì đó gọi là cái lọc để cho chú chị mình may mắn sau này thôi. Chứ còn ví dụ mà gọi để mà thương lượng, để mà ép giá thì Nhân cũng nói luôn khó lắm. Tức là bây giờ cái lô này thì Nhân sẽ không cho số chủ, cho chú chị mình tự gọi đâu, mà Nhân sẽ làm việc với chủ rồi xong rồi trao đổi cho cô chú chị mình. Tại vì bây giờ là gọi cho chủ người ta không bớt, nó cũng nhiều khi nó mít lòng hai bên đó. Rồi, cảm ơn cô chú chị rất nhiều đã dành một chút thời gian theo dõi video của Nhân. Cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi được nhiều video sau nhé. Còn bây giờ, Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình ở những video tiếp theo nữa. Nếu ưng lô đất này, cứ gọi trực tiếp cho Nhân, Nhân sẽ tư vấn hết mình cho chú chị mình.